Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích đến từ kênh. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin chi tiết. Xem tử vi tổng quan của bản mệnh trong năm nay không có quá nhiều biến động lớn lao, công việc đi vào quỹ đạo khiến bạn không còn nhiều lo toan, còn tình hình tài chính lại có những dấu hiệu phát triển tích cực hãy nhắc nhở bản thân cố gắng và luôn ở vào tư thế sẵn sàng để nắm bắt cơ hội về phương diện tài chính tình hình tài chính có những biến động tích cực trong thời điểm này bản mệnh nhận được sự tin tưởng của khách hàng đối tác nên chuyện hợp tác làm ăn mở rộng quy mô buôn bán đều diễn ra thuận lợi không phải gặp nhiều yếu tố cản trở tuy nhiên bản mệnh nên biết thế nào là đủ để có thể dừng lại đúng lúc không nên tham lam những thứ không phải là của mình kẻo cuối cùng sôi hỏng bỏng không tiền vất vả làm lụng mới kiếm được lại phải bỏ ra để bù đắp sai lầm. Về phương diện công việc, sự nghiệp của bạn mệnh nhìn chung phát triển ổn định. Dù không được mọi người xung quanh giúp đỡ đi nữa, bạn vẫn có thể phát triển dựa vào sức của chính mình. Hãy nắm bắt những cơ hội để khẳng định bản thân. Người tuổi này hãy cố gắng duy trì mối quan hệ xã giao hòa hảo, tránh mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp, gặp chuyện thì chín bỏ làm mười để tránh rơi vào những chuyện rắc rối khó bề giải quyết. Về phương diện sức khỏe, Phần trình sức khỏe của quý bạn trong năm nay có những dấu hiệu thiếu cắt lành, bản mệnh thường xuyên ốm đau bệnh tật. Vì thế đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức. Nếu có điều kiện thì nên thăm khám sức khỏe định kỳ. Người thường xuyên phải di chuyển hoặc đi công tác thì khi ra ngoài cần cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng. Bản mệnh chớ nên vì vội vã mà phóng nhanh vượt ẩu, coi thường luật giao thông. Về phương diện tình duyên gia đạo, chuyện tình cảm êm đềm, không xuất hiện nhiều biến cố. Bạn nên tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc. Để có nhiều thời gian hơn để quan tâm, chăm sóc cho các thành viên trong gia đình. Người còn độc thân nên mở lòng hơn để có thể tiếp xúc thêm với nhiều người khác giới. Bạn không nên vì tự ti hoặc lo nghĩ mà tự khép cửa trái tim mình. Xung quanh bạn vẫn có rất nhiều người tốt bụng xứng đáng để bạn gửi gắm. Vì thế, hãy cho đối phương và chính bản thân mình cơ hội nhé. Trong năm nay, quý bạn gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu hay còn gọi là Thủy Đức tinh quân là vị thần trông coi sao Thủy. Sao thủy diệu còn gọi là sao phúc lộc hay sao thủy. Chủ về gặp đại nhân, đi xa có của, gia đình thêm nhân khẩu, có thể là cưới gả hay sinh con. Sao thủy diệu còn được gọi là sao phúc lộc, chủ về tài lộc trong hệ thống cửu diệu. Người được sao thủy diệu tinh chiếu mệnh, đường công danh sự nghiệp được thăng tiến, của cải, tiền tài tích lũy bội thu. Giống như sao thổ tú, những người bị sao này chiếu mệnh thường kỵ tháng 4 và tháng 8, cho nên có sách viết thổ tú thủy diệu tứ bắt ai. Nhưng xét cho kỹ, những người bị sao thủy diệu có kiết, có hung. Sao thủy diệu hợp nhất với những người thuộc mệnh kim và mộc. Thủy diệu thường mang tới những điều may mắn và bất ngờ trong làm ăn, buôn bán cho gia chủ. Theo quan niệm ngũ hành, sao thủy diệu thuộc hành thủy, do vậy rất hợp với những người mệnh thủy và mệnh kim. Với người mệnh hòa và mệnh thổ thì phần may mắn sẽ bị giảm đi một chút, trong năm có gặp một số trở ngại. Quý bạn cũng không cần quá lo lắng, vì Thủy Diệu bản chất vẫn là sao tốt, mệnh chủ chỉ cần biết cách hóa giải, tất mọi thứ sẽ thành, những khó khăn cũng được giải quyết. Sao Thủy Diệu thuộc hành Thủy theo quan niệm ngũ hành, do vậy rất hợp với những người mệnh Thủy và mệnh Kim. Với những người mệnh Hỏa và mệnh Thổ thì phần may mắn sẽ bị giảm đi một chút, trong năm có gặp một số trở ngại. Sao Thủy Diệu, hay còn gọi là Thủy Đức tinh quân, là vị thần trông coi sao Thủy. Sao thủy diệu còn gọi là sao phúc lộc hay sao thủy. Chủ về gặp đại nhân, đi xa có của, gia đình thêm nhân khẩu, có thể là cưới gả hay sinh con. Sao thủy diệu là sao phúc lộc, nhưng lại là sao xấu đối với nữ. Năm nào quý bạn nữ mạng gặp sao thủy diệu chiếu mệnh, thì năm đó gặp bất lợi, gặp hạn sông nước. Giống như sao thổ tú, những người bị sao này chiếu mạng thường kỵ tháng 4 và tháng 8, cho nên có sách viết thổ tú thủy diệu tứ bắt ai nhưng sẽ cho kỹ những người bị sao thủy diệu có kiết có hùng sao thủy diệu hợp nhất với những người thuộc mệnh kim và mộc thủy diệu thường mang tới những điều may mắn và bất ngờ trong làm ăn buôn bán cho gia chủ phụ nữ mang thai mà được sao này chiếu mạng thì sẽ được bình an và gặp nhiều điều tốt quý bạn cũng không cần quá lo lắng vì thủy diệu bản chất vẫn là sao tốt mệnh chủ chỉ cần biết cách hóa giải tất mọi sự sẽ thành mọi khó khăn dễ dàng giải quyết Cách thức cúng dâng sao rượu thủy Mỗi tháng vào ngày 21 âm lịch đóng kín các cửa sổ trong nhà, dùng 7 cây đèn cầy cùng hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt ba cây nhang khấn vái, quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn vái. Bắc phương nhâm quý thủy đức tinh quân thì sẽ được nhẹ bớt phần nào. Trên bàn đặt một tờ giấy màu đỏ ghi tên tinh tú tọa bản mệnh. Bắc phương nhân quý thủy đức tinh quân dùng một cây rìu chặn phía trên Lấy vài đò che kín bùa và diều, rồi đặt đằng sau ba nén hương đã dâng Sau đó, mặt hướng về phía chính Bắc tính tọa, trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ. Qua 23 giờ đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Trong năm nay, quý bạn gặp hạn tán tận. Gia chủ gặp hạn tán tận dễ hao tài, ngộ chúng. Nếu đi đường mà mang theo nhiều tiền hoặc đồ trang sức dễ bị cướp giật và nguy hiểm đến tính mạng. Quý bạn chớ nên góp vốn làm ăn hay khai thác lâm sản ắt bị tai nạn lầm nguy. Cách hóa giải hạn tán tận Hạn tán tận là một trong tám hạn của con người. Cách giải hạn tán tận thường căn cứ vào bản chất và những tình huống có thể xảy ra để có các giải pháp đề phòng. Thứ nhất, trong những nghiên cứu về cách giải hạn tán tận, một trong những vấn đề được đề cập đến là tuyệt đối không nên mang theo tài sản, đồ đạc hay trang sức có giá trị lớn khi đi vào ban đêm, đi du lịch nhằm đề phòng trộm cướp. Việc này còn đảm bảo sự an toàn cho bạn và gia đình. Thứ hai, trong công việc làm ăn, bạn nên tìm hiểu và phân tích kỹ lưỡng mọi vấn đề có thể xảy ra trước khi quyết định đầu tư kinh doanh. Tránh chung vốn đầu tư làm ăn quy mô lớn để giảm thiểu nguy cơ thua lỗ hoặc bị lừa đảo kinh tế. Thứ ba, nếu công việc của các bạn thuộc lĩnh vực nguy hiểm thì cần đề phòng tai nạn lao động bằng cách luôn chấp hành nội quy an toàn lao động, sử dụng đồ bảo hộ lao động cũng là cách giải hạn tán tận. Thứ tư, tuyệt đối không được uống rượu bia trước khi tham gia giao thông hay trước khi thực hiện những công việc liên quan đến xây dựng, vận hành máy móc thiết bị nguy hiểm. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách để giải hạn tán tận. Hạn chế ra khỏi nhà lúc nắng mưa thất thường, đề phòng bị cảm mạo hay bệnh tật, trúng gió. Thứ sáu, những người gặp hạn này nên tu nhân tích đức, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện. Nếu có điều kiện nên ủng hộ, quyền góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng, mạnh mẽ. Ngoài những cách giải hạn tán tận kể trên, thì việc siêng năng, chú đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa lễ thần Phật, cầu bình an, khỏe mạnh, cũng là cách giải hạn tán tận rất được chú trọng. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở độ trì bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Diễn biến tử vi bản mệnh theo từng tháng trong năm. Tháng 1, xuất hành đầu năm sẽ nhận được nhiều may mắn. Tuy nhiên, quý bạn nên chú ý bảo vệ an toàn của bản thân, phòng ngừa rủi ro trên đường. Tháng 2, quý bạn sẽ được hưởng những giây phút bình yên bên gia đình, phương diện tài lộc cũng khá tốt, có của ăn của để. Tháng 3, công việc ổn định nhưng sức khỏe có phần suy giảm, có thể mắc phải một số bệnh vặt như đau đầu, chóng mặt, cảm mạo. Tháng 4, gặp một số trở ngại trong cuộc sống. Tuy nhiên, bản mệnh không nên quá lo lắng mà hãy bình tĩnh, cố gắng vượt qua. Tháng 5, xảy ra một số tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp, quý bà nên hạ bớt cái tôi, chịu khó lắng nghe góp ý từ những người xung quanh. Tháng 6, có quý nhân phù trợ, sự nghiệp có bước phát triển mới, mở ra nhiều cơ hội cho nữ mạng. Tháng 7, mối quan hệ vợ chồng có phần xa cách, cần chú ý bồi đắp tình cảm bằng cách cùng nhau đi du lịch hay thường xuyên tâm sự trò chuyện. Tháng 8 Công việc làm ăn tháng này không được khả quan, nếu có dự định đầu tư lớn thì phải suy tính cẩn thận. Do làm việc lao lực, sức khỏe của quý bạn dần giảm sút, nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Tháng 10 nhận được nhiều tin vui trong công việc, có thể được tăng lương hoặc thăng chức. Tháng 11, tháng này có nhiều thứ phải chi tiêu, nên thắt chặt kinh tế, tránh tiêu xài hoang phí. Tháng 12, mọi việc đều hanh thông, thuận lợi, quý bạn có thể dành thời gian để chăm sóc bản thân hoặc ở bên gia đình. tử vi là một trong những cách gần như giúp mọi người có thể tiên đoán cũng như dự liệu trước tương lai sự nghiệp của mình có thể những suy đoán dựa trên tử vi không chính xác tuyệt đối với tất cả mọi người nhưng tính tương đồng của chúng là rất lớn vì vậy mong quý gia chủ đón xem một cách hoan hỉ và có sự chuẩn bị cho bản thân trong tương lai